Xin chào mọi người đã đến với kênh Âu Lạc Tâm Vlog. Kênh của mình là kênh chia sẻ về cuộc sống và thú cưng, vật nuôi và động vật hoang dã. Đây là gia đình mình nuôi rất là nhiều chó, các bạn để ý không ạ? Đó, hai con chó trắng, một con chó trong chuồng và một con chó mẹ đang cho con bú. Nói tóm lại là gia đình nhà mình bây giờ trên 10 con chó các bạn ạ. Đó, cái con chó mà đang ăn đó mọi người, đó là một con chó rất tham ăn, mọi người có thấy không ạ? Nó leo lên lưng, leo lên ghế, thấy con người ăn, thấy mọi người ăn là nó luôn đòi ăn. Là một con chó tham ăn nhưng mà không có béo mọi người ạ. Nó cũng khá dễ thương. Tuy gia đình có hơn 10 con chó nhưng con này là con tham ăn nhất. Nó tên là Xà Bải, trong tiếng Tàu người ta gọi là con chó trắng. Cũng là một con chó trắng mà con chó tai vàng này không được gọi con chó trắng mà nó tên là Money. Tuy riêng con Xà Bải là một con tham ăn nhất. Đó, mọi người thấy không? Bướng bỉnh và ương ngạnh, lì lợn. Các bạn thân mến, nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của kênh Âu Lạc Tâm Vlog, bạn là người yêu động vật, yêu gia súc gia cầm, yêu thú cưng, mèo cưng, chó cưng, thì hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký nhé mọi người. Mình rất cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em và các bạn thật nhiều nhé.